Chào các bạn với kênh Tony TV. Và hôm rồi mình đọc comment thấy các bạn yêu cầu team mình là làm cắm trại đi, hay là làm nhà chầu gì đó đi. Mà các bạn cũng biết rồi, cắm trại thì hôm bữa team Tony bên này đã đi cắm trại quay clip cho các bạn coi rồi đó. Bây giờ mình lấy mấy cái trại mình ra bờ sông mình cắm trại bắt cá nướng ăn chơi. Các bạn kêu mình làm nhà dưới lòng đất đi kìa. Nhà dưới lòng đất hả? Dạ, em có xẻ nhà hay là làm nhà dưới lòng đất đi. Làm nhà dưới lòng đất. Cái len này á hả? Này đào được bao nhiêu đâu mày? Đúng rồi, lấy cái len bự á. Bọn mình đã tìm được cái len bự rồi các bạn ơi. Và quyết định chỗ này. Chỗ này sẽ là chỗ mình đóng đô quyết định xây nhà dưới lòng đất ngay địa điểm này nha. Một cái hố thôi, không cần phải quá rộng đâu. Dục chỗ dục đất sao mày không dục chỗ nào mà mày dục vô chân tao? Để tao làm cho. Tao không cần cái này đâu. Chó đi ngông cho thủ. Các bạn thấy cái hố không? Đào từ sớm tới giờ đó. Mà chỉ được cái hố con chút xíu nè, chưa đủ được một người ở nữa. Có cây len chứ chừng nào xong, để em về em lấy thêm cây len nữa. Lấy cây len này đào nha các bạn. Đi. Dạ lên xe đi về nha các bạn. Làm cái khung nhà cho mình đi, chắc ra nè mấy đó. Chắc theo thằng ngang cho anh đi. Thằng ngang hả? Nè. Để em đào cho phẳng phẳng cái gì. Sắp ra quay. Sắp ra tiếp đi. Xong bọn mình sẽ đào theo cái khung mô gạch này nha mọi người. Chặt tre dựng liền các bạn. Trời mạnh dữ à Tiểu Cận. Mạnh dữ ta. Ra đi, ra. Rớt xuống. Mấy đại ca này bắt chuột cái gì vậy? Dạ đang nãy cái này ra nè. Miếng dán đâu? Miếng dán nằm phía dưới cá có không? Dạ. Dạ, xong rồi nhảy len luôn. Trời ơi. Ở trên Sài Gòn xuống nha các bạn. Đi đường xa xuống đây đi gặp anh Vinh với tem trẻ trâu nè. Hùng mạnh á. Trời ơi. Hùng mạnh lên ở hùng kia. Hùng mạnh lên cái. Đây chính là cái hố. Bọn mình đã đào xong rồi đây mọi người ơi. Cái hố này làm cực lắm các bạn. Làm sớm giờ là 3 tiếng đồng hồ đó. Các bạn nào chưa đăng ký á, thì bây giờ đăng ký nha. Với lại bấm cái chuông nữa. Để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh Tony TV. Bạn nào muốn có Lego để chơi thì hãy lên shop tonyhoi.vn để mua nha. Anh Vinh miễn phí vận chuyển. Phát quang bụi rậm nha các bạn. Để em coi nó che lại nè. Để em quay cho. Ghim ở đây nè. Ghim ở góc bên này nè. Ừ. Không đừng có bẹt qua bao nhiêu quá. Chéo qua thành chữ X á cưng. Qua bên này chéo qua thành chữ X nè. Ăn Ngọc. Đào xuống cho nó sâu rồi ghim cho nó chắc nha. Xong nó đi Ngọc. Rồi tôi thấy được rồi đó Ngọc, tôi thấy được rồi đó. Rồi đắp lại, đắp lại. Mình sẽ lấy dây chuối cột tre nha mọi người. Cột vô. Một cọng nữa cho chắc. Xong. Xong. Đi đã. Giờ mình buộc xong rồi mình lấy cái cây nè, mình dắt ngay hai bên rồi mình kéo liều ra rồi mình chung vô nha các bạn. Vinh bẻ cái tre nha các bạn. Dạ đi. Lực quá anh Vinh ơi. Rồi. Mày khá bự. A few moments later. Đồ ăn mua về nè. Sữa cũng mua về nè. Bánh cũng mua về mà nè. Rồi đem vô trong kia đây. Đây cẩm này bốn người đi xuống dưới trải này ra đi. Lót đi, bốn người, anh cần bốn người nha. Bốn người cho. Ừ. Đừng có đứng gần quá nó phập cát dưới á. Cái này không đúng.
coi làm sao. Mưa xuống là ăn hành thiệt. Thẳng ra luôn, kéo cho thẳng ra luôn. Bị thiếu rồi. Thiếu hả? Sổ dây qua đây rồi kéo căng ra, có nhà ở các bạn ơi. Xong rồi nè các bạn ơi. Lỗ này là lỗ cuối cùng nha các bạn. Sắp có nhà ở đây bọn mình ăn chiều rồi. Bọn mình thì khỏi cần cột với nó, mình có chiêu chắc hơn. Thế là xong. Chuyện đồ ăn xuống lẹ đi mấy đứa ơi. Nghe các bạn, cháo này ngon dữ lắm. Bạn nào không tin mua về ăn thử đi, đã biết liền hà. Ủa cái này là cháo bịch mà, mình ra đây đâu có đem tô đâu, sao mà ăn được. Mình ăn cháo ly nè, ai kêu mày ăn cháo bịch đâu mà mày nói. Cháo miếng gì này các bạn có thể mua ở cửa hàng tiện lợi hoặc trong siêu thị đều bán. Các bạn cháo này, các bạn mở nắp ra, chế nước sôi vô rồi đợi khoảng 3 phút rồi các bạn ăn rất là ngon. Nó vừa rẻ vừa tiện lợi nữa các bạn. Cháo này thơm. Lấy muỗng ra. Có thể cào nữa nè. Ăn cháo yến trúng yến vàng. Xé ra coi. Lỡ có trúng thiệt rồi sao? Khỏi làm YouTube luôn. Chúc bạn may mắn lần sau luôn. Tiên, tôi có được gì không? Em cũng chúc bạn may mắn lần sau luôn. Chế cho em cái ly cháo yến. Một đó. Chế em lên dịch. Ra chạy cho ở chung chỗ đi. Hai đó. Cảm ơn. Tiếp ly thứ ba đâu. Thơm quá các bạn ơi. Ai xé bột nè, ai xé bột nè. Thằng nào xé được đâu, thằng nào nó dễ đâu. Đã. Sáng giờ làm mệt, giờ ăn ngon quá. Cái clip này làm cực quá. Cực nhưng mà ít nhất cũng thành công. Các bạn nào mà thấy video này hay hãy cho một like và share mà nhớ đăng ký kênh nha. Để ủng hộ team mình. Không gian ở phía trong cái ngôi nhà dưới lòng đất của team Tony mình đây. Bạn nhìn thấy rõ chưa? Review kỹ cho các bạn xem chi tiết một ít nè. Trời ơi, giống như là cái liều cắm trại đó các bạn. Mùa xuống để đậu này. Mưa đâu có sợ đâu. Nó lên đây. Cái nước mưa nó sẽ chảy xuống dưới này. Cái nước mưa ở ngoài này nó sẽ chảy xuống dưới này. Cái hồi mình thành hồ bơi luôn. Đó vậy đó. Lại. Hãy sữa này đi. Sữa đi. Hãy sữa ra uống đây. Sữa đi. Uống sữa cái nữa no rồi. Nó về khỏi ăn cơm luôn không? Ừ. Nó nóc ăn cơm rồi đó. Ăn cháo rồi mà còn uống sữa. Thôi rồi bể bụng luôn. Vô giống cái bà vô. Mày đang làm gì quán? Mày không lấy sữa nó kêu lắc trước khi uống hả? Nờ quá, uống xong rồi ngủ rồi về. Video của mình đến đây là thực hiện hoàn thành cái thử thách này rồi. Và hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye. Và hẹn gặp lại. Nước đổ qua đi thằng nháo. Từ nhỏ tới lớn em mới thấy con tôm tích bự như vậy nè. Các bạn nhớ cắt cái vỏ lưng của con tôm tích ra nghe hồi nữa. Cho nó ướp gia vị cho dễ thấm mà dễ ăn nữa. Con này có trứng nè các bạn ơi. Wow. Con này có trứng. Quét lên em đại. Ok. Giờ quay ra sao? Để mày. Rồi, để mày vô. Rồi. Mày nhìn là thấy biết ngon rồi. Nó thơm mà còn ngon nữa. Rồi trộn đi con. Cái gì đi con.